Chào mừng mọi người đến với channel của mình. Hôm nay mình lại quay trở lại với tựa game Jurassic World. Thì khá lâu rồi mình không làm tựa game này. Mình thấy mình cũng tìm hiểu trên group đó, cũng thấy có khá là nhiều người chơi tựa game này, cho nên là mình quyết định làm về video về tựa game này tiếp tục ha. Thì hôm nay để xem là chúng ta sẽ mình dự định là sẽ đánh một cái đánh cái event này để lấy con đi con mammoth này. Con mammoth này thì mình thực sự là đã có rồi thì phải. Nhưng mà mình đánh sự kiện cho vui thôi mọi người. Đánh kiểu dành để mình cho mọi người xem là con mammoth này mình có chưa nha. Nó nằm ở trong khoảng Legendary ha. Legendary mammoth rồi. Mammoth mình thấy có 11 con nha mọi người. Con này mình có rồi, con này mình có rồi. Cho nên là mình cũng mấy con này hầu như là mình có thể mua bằng tiền được hết hả. Wow, xem nào, con này mình có thể mua bằng tiền được không? Con này thì phải cần hai con này mình có thể mua bằng tiền được. Để khi nào mình làm một cái video về con này cho mọi người xem ha. Mình sẽ phải làm cái code 19 này ra mọi người. Con này tương đối mạnh nè mọi người, con này tương đối mạnh. Khá là nhanh đó mọi người, khá là nhanh. Ok, mình phải tập trung xíu nha. Wow, con này mạnh quá, bởi vì cái thanh màu đỏ này cũng dài. Ô, không kịp rồi, bắn nhanh quá, nhanh quá. Thôi. Thôi. Mình bấm nhanh để thua rồi. Trong lúc nó bỏ chạy thì mình không thể nào, mình phải đi lại. Hôm qua mình con này hình như là mạnh nhất hệ cỏ mọi người, con này là con mạnh nhất hệ cỏ. Đấy là con này mình được xài mọi người. Mình có mạnh nhất hay cỏ của mình, cho nên là mình phải mình phải lấy lại nó để trước khi mình leo rank thì mình bấm nhanh mọi người, tại vì mình cũng xanh hết rồi, bấm nhanh. Careful. Con này là con mạnh nhất hệ cỏ của mình với lượng đam là 6.000, đam to nhất thì phải. Mình còn một con hả? Cái con này được 2 boss từ hai con này. Ủa, mình nghĩ là con hệ cỏ này mình có 3 con, tại vì giờ mình mới có một con thì thường thì đánh đâu PvP mình sử dụng tới 3 con. Kiểu mình khắc chế, ví dụ như ăn thịt thì 3 con, nước thì lưỡng cư thì 3 con. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đánh leo rank ha. Hiện tại mình đang cấp 57 ở mức xếp hạng Hunter cấp 57. Okay. Hôm qua thì mình dùng khá là nhiều con để mà đánh xếp hạng rồi, mình thấy không? Mọi người thấy không? Hầu như là đỏ, hầu như là mình sử dụng để leo rank lên tới rank này là nó đỏ hết luôn. Nó sử dụng anh. Chắc mình sẽ dùng mấy cái con Indoraptor này ở cái gành cuối cùng mọi người. Dùng cái gành cuối cùng. Cái này hiện tại mình cũng khá là dễ dàng à. Tầm khoảng đam cả 1.000, cho nên mấy con thú đam 1.000 nữa. À, dư sức leo gành này. Ô, dư nhiều quá mọi người. Để sao mình sẽ xài mấy con vừa bánh mấy cái này kiểu âm trình. Để các khách hệ thì cũng không chịu nổi một đam của mình, cái con này yếu quá. Mình bị hôm qua mình leo tới gần ở trên thanh tờ rồi, nhưng mà
nhưng mà kiểu mình bận quá không à. Có lấy cái thẻ ma mút leo sự kiện, lấy cái thẻ ma mút cho vui thôi mọi người, thì mình cũng có con đó rồi. Anh em ơi, nếu mà anh em nào kiểu chưa có thì mình cũng có thể nhường sự kiện này cho anh em lấy cũng được, để mình đánh cho vui thôi chứ mà mình có rồi. Anh em chưa có thì mình có thể nhường. Có nhãn cỏ nữa thì đam mình lên tới 2.000 thì nó quánh hết một thu, quánh 8 điểm, quánh 8 điểm, nhưng mà full 8 điểm không chết được mình. Có người mấy mười ngàn má cao trình quá luôn. Lên sự kiện này thì mọi người phải có một cái tài lực hùng hậu, kiểu phải khá là nhiều dino á, khá là nhiều dino lại tiền mới leo được sự kiện này thôi, còn không hơi khó, mỗi sự nổi tiền leo cũng khó lắm. Ngày xưa mình cũng vậy mà, mình xưa ít tiền từ ba mấy chuẩn bị lên Praetor, Praetor rồi Dominator. Hunter này thì không cần dùng đến mấy con mấy trăm đấu lại là được, mà phải quánh cho nhanh nhanh xíu thì phải đam chừng khởi cứ khi red là đẹp rồi, không cần dùng nhiều quá đâu người. Con T-Rex, con T-Rex lên lại lên Indoraptor đúng không người? T-Rex với lại con Raptor là lên Indoraptor, hai bớt lên Indoraptor mình nhớ đi, chắc là mình lẩu rồi đúng chưa? Quá cho thử xứng tầm này cũng 300 mấy đam rồi, nó đánh hai ấy thì chưa chết được mình. Mình phải tấn công nó từ 2 điểm, 3 điểm trở lên mới chết được nó. À 2 điểm, mình nghĩ 2 điểm là đủ chết. Đánh mình 2 điểm. Mình 2 điểm. Vậy là nó cũng 2 điểm là đủ chết rồi, 2 điểm đủ chết. Rồi, con này thì bị kỵ hệ rồi, con này thì khó luôn, khó chặn luôn. Mình dùng hai thẻ Legendary với một thẻ Hybrid, còn nó thì sử dụng hai hai một thẻ Legendary. Ô, cái thẻ một vàng mà sáng chói này mới là Legendary. Còn thẻ này của mình là gì mình cũng quên mất, chắc là Legend. 3 điểm là dư quá. Con này mạnh này, con này mạnh nhưng chưa nâng cấp. Diplosaurus lên 2 rồi. Thằng con này thì lạ nha, con này lên chắc level 4 chắc cái màu nó sẽ đổi màu. Cái phần ấy của nó, cái phần cổ của nó sẽ đổi màu đẹp rồi. Rồi, chung 5 điểm thôi. 2.500 đam. 2.500 đam thì cũng hiếm có con nào đỡ nữa lắm ạ. Dạng Indoraptor của mình đóng Indominus Rex chứ nhỉ, tên Indominus Rex chứ đâu phải Indoraptor, nhầm mình nhầm ấy. Đây thì ăn con đó luôn rồi mọi người, còn cái gì xài tên 27 ok, có cái lèo nhanh nhanh tí. Cái dạng Indoraptor Gen 2 mình xài hết, gần như hết luôn. Chỉ cần một con là đủ đủ cân rồi mọi người, cho nên là tôi xài cái con ở cuối này thôi, một con cao hai con cuối. Tại vì ba con mới đủ đánh. Mà thường thì mình chỉ dùng một con một win rồi, cho nên là mình cũng không cần phải để ba con mình nữa. Để dành để mấy cắt sao leo. Indominus Rex, con Indominus Rex Gen 2 nó mạnh hơn nhỉ, nhưng mà mình lại thích con Indominus Rex hơn, tại vì nhìn nó đẹp hơn rồi. Kiểu mình thấy cái màu nó đẹp. Con kia thì mình hơi đen quá. Con này là một ngày xưa là một trong những trụ cột chính trong team mình đó. Bây giờ thì có Indominus, mình xài Indominus Rex không nhỉ? Indominus Rex mạnh.
đâu Indoraptor chứ, mình hay bị nhầm hai con này quá nha, tại vì từ từ con Indominus Rex này lên con mới là tiến hóa lên con Indoraptor đúng không mọi người, nó hai bớt với lại con Raptor không nhớ nữa, thật lòng mình hay bị nhầm hai con này, kiểu 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 trong đầu mình thì nhận định được hai con này là hai con khác nhau nhưng mà kiểu mình nói tên thì mình hay bị nhầm. Mình hẹn là 16 rồi. Lại cái một cái code 19 này. Saku Stress. Con này lâu lắm. Con này ngày xưa mình cũng hay sử dụng để lúc mà mình cũng là một trong những khá là kỷ niệm với mình, một trong những mà con hệ lưỡng cư mạnh nhất của mình ngày xưa. Ngày xưa nó với con T-Rex, nó với con T-Rex hai con đam chính của mình lúc mà mình mới chơi. Ok, tiếp tục phần này ha. Tiếp tục cho anh ha. Làm con Raptor Gen 2 cho mọi người xem nha. Con Diplo này mình có rồi nè, chắc mình dùng mình để hai burst lên con gì mà mình quên mất. Nhiều con mình xuống kiểu như trong cái công viên của mình sắp xếp lộn quá loạn xà ngầu quá, cho nên là hôm nào có ý tưởng xây công viên thì mình kiểu mấy bạn góp ý cho mình để ô con này đẹp đấy, đẹp đấy, đây go 4.200 đam kỳ hệ là cũng 4.000. Con Indoraptor Gen 2 này hình như nó yếu hơn con Indoraptor Gen 1 đúng không mọi người, Gen 1 mạnh hơn đúng không? Gen 1 hình như mình nhớ là đam cơ bản của nó là 5.000 mấy rồi. Cái này là 40 nha, còn bên này có 20. Tốt, mình để một thủ. Chỉ có cảm giác cái ao trình quá không nha. Kiểu đam có mấy chục. Mình để hai thủ mà, chỉ còn một công thôi mình là đủ ăn rồi. Con này Legendary đam yếu á, máu máu cũng khá là cao là đam yếu á, nó 1.000 mà cao luôn, máu mình tới 8.000 rồi. À con Indoraptor Gen 2 này nó trâu hơn nhưng đam nó yếu hơn nhờ đúng không ta, đam nó yếu hơn nhưng mà lại máu lại nhiều hơn con Indoraptor Gen 1 thì phải. Mình cũng chưa có con Indoraptor Gen 2 này full 40 đâu cho nên mình cũng chờ. Chỉ mới có hai con level, một con 20, một con level 10. Ok, cấp 10, leo ganh còn những khó thật ha. Đánh một trận nếu mà không có thú mạnh, đánh một trận cực lắm mọi người. Đánh một trận nào. Mình thấy có mấy bạn chỉ kiểu ở cái hình tờ này là thấy mãn nguyện rồi, không thấy không thể nào giới tới kiểu mâm con mâm mút này đâu, dẹp đường cho anh em. Vino quá wow, mình có mì chi along này. Cái con này láo nha, nhìn cái đầu nó cười buồn cười cực. À, con Speedo này cũng khá là thích nhưng mà mình vẫn chưa đủ để hai mớ sức nó cây okay. Mình không có đủ điểm DNA đỏ, mình DNA đỏ khó kiếm. Dạ ngang kèo rồi mọi người, con này ngang kèo rồi. Wow, hai điểm công.
Này mình đánh phải suy nghĩ á, đánh thôi là thua trong này mọi người. Đấy, cân nhắc trong này đây. 3 điểm, ôi 3 điểm mà nó không dồn. Thì mình dồn 4 điểm với con này trước. 4, 3 điểm thì dư. Mình sẽ nó để hai thủ, ok. Con phía sau này mình nghĩ là cũng ok, má cũng ok. Mình có một con legendary nước, là hệ lưỡng cư mà. Kỳ hệ đó. 5 điểm nếu mình dồn, nó dồn hết không ta? Dồn 5 điểm thì 3 điểm là chết mình rồi. 4 điểm, quanh chắc 4 điểm. 4 điểm thì còn 2 điểm, còn 1 điểm nha. Còn 1 điểm thì mình dồn dồn 3 điểm là nó thua rồi. Ok. Wow, chừng này đánh mình. Lần đầu tiên trong leo lên mà mình phải sử dụng cái con thứ hai mọi người. Mình bắt đầu khinh địch rồi, mình phải đem những con kiểu trên chơi lên xíu đi. Khinh địch là thua mà. 7 rồi nè, phải có code 19 nè. Mình làm mấy cái, mình phải làm mấy cái code 19 này để lấy cái DNA đỏ mọi người. Nhưng mà kệ đi. Tí là style mình đánh xong cái này cái này. Supranotitan còn gì? Nhiều con đọc tên quéo lửa. Dạ. Setup 2006 đủ đủ dứt điểm luôn. Hôm nay mấy kiểu mấy người mạnh mạnh leo lên tới kênh này bảo theo mình góp. Mình vẫn còn nhiều con bài tủ lắm mọi người, vẫn còn nhiều con bài tủ đi lâu gần lắm nhưng mà hơi lo. Trận này thì nó hơi ấy quá, tại vì ba con hay cỏ, ba hay cỏ hay đuối mình. Dù là mấy con này cũng khá là mạnh đấy nhưng mà hay cỏ gặp ăn thịt thì quéo thôi. Cho bản hay cỏ nó cũng yếu hơn hay cỏ hay thịt. Cái lượng máu với lại lượng tấn công của nó cũng yếu hơn của mình. Còn kỵ hệ thì chơi sao lại mình, nếu mà mình kiểu bị kỵ hệ mình phải kiểu sức tấn công mình phải cao hơn nó rất là nhiều mình mới có cửa ăn. Còn kỵ hệ mình còn yếu hơn chơi lại. Ui, hai nè mọi người, bỏ tiếp không. 200 điểm này. Lần này thì mình lấy hệ nước. Nước. Ba con hệ nước. Hệ nước thì hệ tục. Con hệ cỏ đi. Hai con hệ nước, con hệ cỏ. Để kiểu hệ nước thì kỳ hệ bay á. Nếu mà nó có hệ bay thì mình đem con cỏ ra. Có hai con ăn thịt, một con hệ cỏ. Pino này thì gặp con hệ lưỡng cư thì lậm mà. Cái con này thì không kỳ hệ gì nhau hết. Mà nhìn lượng máu với lượng đam là thì khác biệt rõ ràng. Máu là 9.000, máu là 2.000. Có để hai điểm thủ mình phải hai điểm tấn công thì mình mới chiết được nó nha. Hai điểm tấn công mình mới chiết được nó. Nó thì có 8 điểm nó cũng không giết được mình là nó yếu. Mình phải từ hai điểm tấn công lên mình giết được nó cho nên là mình dồn ba luôn đẹp. Con này là con của mình hồi nãy mọi người, con của mình nãy nhưng mà nó là level 14, chưa tiến quá hết thì khó cho nó luôn chứ.
Quay một điểm tấn công, một điểm công cái gia dĩ mình 3 tỷ lam, 3 ngàn, 3 điểm 14 ngàn. Tôi ok, mình chắc mình lên được ở trên này, mình lên được creator rồi. Ok, mình được hàng creator. Chờ tí được quay dính mà mút luôn. Ok, mình xin tạm dừng video đây. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe ủng hộ mình, cũng như là các bạn muốn mình làm cái video nào, thử thách nào thì cứ comment phía bên dưới cho mình biết nha. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Bye bye.